Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 10, tại tượng đài Quốc Tử, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban tổ chức sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội đã tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc các hoạt động của sự kiện. Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đến tham dự. Tại buổi tổng duyệt, các nghệ sĩ diễn viên đã biểu diễn các tiết mục dự kiến trình diễn trong đêm nghệ thuật khai mạc sự kiện với tinh thần nghiêm túc. Bộ phận truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng có mặt phối hợp thực hiện. Dù chỉ là buổi tổng duyệt, nhưng các bài hát điệu múa về quê hương Việt Nam, về những đặc trưng của vùng đất con người Tây Ninh đã thu hút sự quan tâm theo dõi của các du khách đang có mặt trên phố đi bộ. Sau tổng duyệt, Ban tổ chức đã góp ý một số nội dung để chương trình được hoàn thiện hơn, đặc sắc hơn, thực sự là điểm nhấn quan trọng của toàn bộ sự kiện này. Tất cả đã sẵn sàng cho đêm khai mạc sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội.